công việc trong mơ có thực sự tồn tại và nếu nó có tồn tại thì làm sao ta có được công việc này Xin chào tất cả mọi người, chào mừng bạn đã trở lại với kênh của mình Nếu bạn là một khán giả thường xuyên thì bạn có thể thấy rằng là giọng mình khá khác Bởi vì là mình đang trong quá trình nhường răng Còn nếu đây là đầu tiên bạn đến với kênh của mình thì xin chào Mình tên là Chi Nguyễn, mình là tiến sĩ giáo dục Hiện mình đang giảng dạy và nghiên cứu tại một trường học tại Mỹ Ngoài ra mình còn là tác giả, mình là tác giả của một cuốn sách về chủ nghĩa tối giản và cuốn sổ hiệu năng The present day planner công việc mà mình đang có thực sự là công việc trong mơ của mình trong mơ có nghĩa rằng là từ khi còn nhỏ mình đã mơ ước là được đi học ở nước ngoài được làm việc ở nước ngoài được có công việc giảng dạy và nghiên cứu như hiện tại nhưng mà để có nó mình đã phải trải qua một chặng đường vô cùng vô cùng gian khó và mình thường xuyên mình phải nhìn lại bản thân sẽ là mình đã có đủ kiến thức đã có đủ kỹ năng đã có đủ nội lực để chiến đấu cho cái ước mơ của mình hay không Do vậy, video ngày hôm nay sẽ khởi đầu cho một series cùng có 3 video trong chuỗi nói về việc xây dựng một sự nghiệp trong mơ Thì mình trước hết sẽ bàn về những cách để giúp cho mình có được công việc trong mơ khi mình chưa có nó Video thứ hai thì mình sẽ nói về những cái dạng chững lại khủng hoảng trong sự nghiệp của mình làm sao để mình có thể vượt qua nó để mình đạt được những cái cảnh giới như là video thứ ba đấy là khi mình đạt được cái sự nghiệp trong mơ rồi thì làm sao để mình có thể duy trì phát triển nó và để cho mình tiếp tục hạnh phúc với cái lựa chọn của mình Cách đây khoảng 5 năm, mình học được một phương pháp rất là hay để định hình công việc trong mơ của bạn từ một bài nói mà mình được nghe trực tiếp bởi giáo sư Daryl Valago tại trường đại học Penn State. Đây cũng chính là trường đại học mà mình nhận bằng tiến sĩ. Thì phương pháp này có tên là năm giả định. Phương pháp năm giả định tập trung về nơi bạn muốn sống và làm việc trong 10 năm sắp tới. Để thực hiện bài tập này, trước hết bạn hãy viết ra 5 công việc bạn muốn làm trong tương lai. Tương ứng với đó là 5 địa điểm Ví dụ như thành phố, quốc gia, vùng lãnh thổ nào mà bạn muốn sống khi làm công việc đó trong tương lai. Bước tiếp theo, bạn lên mạng tìm thông tin tuyển dụng cho đúng 5 vị trí mơ ước đó và xem người tuyển dụng họ cần những kỹ năng gì, bằng cấp gì cho vị trí này. Cuối cùng, bạn liệt kê ra những điều mình cần phải làm trong 5 năm tới để đạt được những yêu cầu cho vị trí trong mơ đó. trong suốt 5 năm biết đến bắt tập này thì mình đã thực hành cho bản thân mà mình có một cái sự thay đổi rất rất lớn toàn bộ nhân sinh quan thế giới quan của mình mình còn chia sẻ trong một cái bài viết ở trên Facebook. Thế nhưng mà trong cái quá trình là mình cũng chia sẻ cái trải nghiệm của mình và nói đến cái bắt tập này cho các bạn trẻ thì có rất nhiều bạn thấy rằng là Ồ cái bác tập này rất là hay nhưng mà em phải làm gì nhưng mình chưa biết mình thích điều gì Mình bị tắt ngay ở cái bước đầu tiên ấy. Tức là mình không biết là cái công việc trong mơ trong 5 năm, năm tới hay là mình sẽ ở đâu mình sẽ làm gì hoặc là với những bạn mà biết mình muốn ở đâu muốn làm gì qua được bước thứ nhất bước thứ hai rồi thì cái bước thứ ba thì mình lại bị quá là ngộp bởi rất nhiều điều, rất nhiều kiến thức mình phải học rất nhiều kỹ năng mình phải làm rất nhiều thứ mình phải tìm hiểu và mình không biết bắt đầu từ đâu thế do vậy mình muốn bổ sung cái phương pháp này bằng hai điều cần làm ngay và một điều bạn cần bỏ ngay để thực hiện phương pháp này tốt nhất Điều đầu tiên bạn cần làm ngay đấy là tìm hiểu chính mình Khi mình biết được là mình thích gì, mình giỏi gì, mình muốn ở đâu, mình muốn làm gì Thì năm giả định này là mới được lập ra một cách rõ ràng, tỉ mỉ và logic nhất cho chính mình Thì cái phương pháp mà mình gợi ý là từ cuốn sách Junos hay còn gọi là chính bắc của tác giả Bill George và mình có làm hẳn một video về cái phương pháp này. Phương pháp này giúp cho mình tìm hiểu hai điều về bản thân mình. Thứ nhất là động lực, thứ hai là khả năng. Động lực thì có động lực bên trong và động lực bên ngoài. Động lực bên trong là những gì mà nó khiến cho mình làm vì chính bản thân mình chứ không phải vì những ai khác hoặc là vì cái lý do nào khác. Chẳng hạn như là mình muốn làm công việc này là bởi vì mình muốn học hỏi phát triển bản thân, mình muốn là mình sẽ thăng tiến ở ở trong cái cái vùng công việc này cái cái đam mê này của mình mình muốn trở thành chuyên gia trong cái lĩnh vực này bởi vì mình rất là thích nó đấy là động lực bên trong động lực bên ngoài là những cái gì mà người khác mang đến cho mình chẳng hạn như là tiền tài danh vọng chẳng hạn nó không phải là cái gì là xấu nhưng mà nó là những cái mà nó không hoàn toàn ở trong cái tầm kiểm soát của mình chẳng hạn như là à mình muốn làm công việc này bởi vì mình có một bước lương tốt hay là mình muốn làm công việc này bởi vì mình muốn có một vị trí ở trong xã hội được mọi người kính trọng được mọi người công nhận đấy, thì đấy là cái động lực bên ngoài khả năng thì cũng có hai điểm nghĩa là điểm mạnh cái gì là mình sinh ra mình có khả năng tự nhiên là mình giỏi về cái đấy hoặc là mình làm cái điều gì mà mình cảm thấy dễ dàng nhưng mà người khác thì cảm thấy khó khăn thì đấy là cái điểm mạnh của mình nhưng mà mình cũng có điểm yếu là những cái điểm mà mình cảm thấy là từ nhỏ là mình làm cái rất là chật vật hay là mình đã có cố gắng rất là nhiều nhưng mà mình luôn luôn mình bị hụt ở cái phần đấy thì khi mình biết được điểm mạnh và điểm yếu của mình thì mình sẽ tìm được cái nơi nào mà nó trọng dụng cái khả năng điểm mạnh của mình và cái nơi nào nó không cần đến cái khả năng điểm yếu của mình thì khi mà mình hiểu được khả năng của mình mình gộp với cái động lực ấy, thì nó sẽ tạo ra một cái điểm mà tác giả gọi là điểm ngọt ngào hay còn gọi là sweet spot hay là cái chính bắc nó như một cái la bàn chỉ lối cho mình nếu mình tìm được một công việc nào mà nó giúp cho mình có động lực cả động lực bên ngoài lẫn động lực bên trong mình được trọng dụng cái điểm mạnh trong khả năng của mình mình không phải cố gắng quá nhiều để lấp đầy cái điểm yếu ấy thì đấy chính là cái điểm ngọt ngào cái điểm mà mình cảm thấy rằng là thoải mái nhất để mình có thể phát triển trong sự nghiệp của mình. Điều cần làm ngay thứ hai là học những thứ mà tương lai chắc chắn cần chắc chắn tất nhiên là nó chỉ mang tính tương lối thôi bởi vì là không ai biết được cả tương lai sẽ như thế nào thế nhưng mà dựa vào những cái dữ liệu hiện tại mình có và những cái trend những cái xu hướng của tương lai của công việc ấy thì có ba điều mình nghĩ rằng là ai cũng nên học học Thứ nhất là ngoại ngữ và cụ thể là tiếng Anh Vì là tiếng Anh là cái ngôn ngữ mà càng ngày sẽ càng trở nên phổ biến Yếu tố thứ hai là công nghệ với cái làn sóng AI trí tuệ nhân tạo ngày càng phát triển Thì việc mà mình giỏi, mình thạo công nghệ, mình thạo sử dụng AI Nó rất là quan trọng để mình có được cái công việc tốt nhất Thứ ba là giao tiếp khi AI là một phần của giao tiếp và mọi người đều có xu hướng làm việc online là việc trên mạng nhiều hơn thì kỹ năng giao tiếp của mình cần phải tốt hơn nữa để mình tốt hơn cả AI, tốt hơn cả trí tuệ nhân tạo thì người ta mới tuyển mình, người ta mới cần mình. Nếu các bạn đang tìm một giải pháp mà hòa được cả ba cái yếu tố này ấy, thì lời khuyên của mình là ứng dụng PrEP cái nền tảng học tiếng Anh mà mình đã giới thiệu rất nhiều lần ở trên kênh của mình. Nhưng mà với cái mục đích của video ngày hôm nay và với cái mô hình ba yếu tố vừa rồi ấy, thì mình nhận thấy có hai chương trình của PrEP rất là phù hợp. Thứ nhất là khóa học TOEIC như các bạn cũng biết TOEIC là một chứng chỉ tiếng Anh dành cho môi trường công sở, do vậy nó rất là phù hợp để mình học và ứng dụng trong một quá trình mình suy nghĩ việc là mình đang đi làm và xây dựng sự nghiệp sau này. Chương trình TOEIC của Prep áp dụng phương pháp context-based learning hay còn gọi là học ở trong ngữ cảnh bản xứ, tức là giảng viên họ sẽ xây dựng trong bài giảng những cái hoạt cảnh vui vẻ, hài hước để tăng trình ứng dụng cho cái phần học của mình, giúp cho học viên nhớ được lâu hơn và có thể ứng dụng được một cách dài hạn hơn trong thực tế. Phương pháp học này cũng giúp cho các bạn tăng trí tưởng tượng và hòa mình vào cái môi trường công sở, nó đặc biệt tốt cho những bạn nào mà chưa có kinh nghiệm đi làm, ví dụ như khi các bạn còn là sinh viên chẳng hạn. Nếu các bạn là sinh viên thì là cái đối tượng mà mình nghĩ là học cái chứng chỉ tiếng Anh ấy nó tốt nhất bởi vì là mình có thời gian để mình có thể ôn luyện TOEIC trước khi mình phải đi thi chứng chỉ và bắt đầu vào làm chính. Thế nhưng mà nếu các bạn đã đi làm rồi mà eo hẹp vào thời gian nhưng mà vẫn muốn học TOEIC ấy thì cái lời khuyên của mình ấy là mình nên bám sát vào cái lộ trình học đã được xây dựng ở trên prep bởi vì lộ trình này được xây dựng một thiết kế rất chặt chẽ để các bạn có thể học gối đầu, học tạm dừng video, thi gì học nấy và có cả những phòng luyện thi ảo với prep AI để bạn có thể test cái kỹ năng của mình thường xuyên để mình có có thể đi từ mất gốc đến 800 điểm cộng đối với châu X. Chi phí khóa học châu X của Prep mình thấy cũng rất là hợp lý so với cái giá trị mình nhận được. Thế nhưng nếu mà bạn muốn có lực ưu đại hơn thì mình có một cái code giảm giá riêng chi 25 nếu mà bạn muốn đăng ký khóa học châu X ở trên Prep. Giải pháp thứ hai của PrEP mình thấy phù hợp được với ba cái mục tiêu học ngoại ngữ, công nghệ và giao tiếp đấy là chương trình PrEP Talk. Thì PrEP Talk là khóa học luyện giao tiếp tiếng Anh với công nghệ AI. Mình sẽ học được từ vựng và ngữ pháp qua các video bài giảng và sẽ giao tiếp hai chiều với AI. Thì khi mình giao tiếp với AI thì AI sẽ lắng nghe và phản hồi với mình những cái lỗi sai về từ vựng ngữ pháp và cũng như là giúp cho mình tăng cái phản xạ nói. Bên cạnh đó với nhu cầu học tiếng Anh đi làm thì PrEP Talk cũng có chương trình luyện giao tiếp chuyên sâu với từ vựng bài học và ngữ pháp dành cho 7 ngành nghề phổ biến nhất trên thị trường. Mình cảm thấy rằng là với cái giải pháp này mình có thể học được tiếng Anh, học được giao tiếp cũng như học được công nghệ AI một cách nhuần nhụy để mình có thể tiếp bước nhanh hơn để cái sự nghiệp mình mong muốn. Nếu các bạn quan tâm đến chương trình Prep Talk này thì mình sẽ để những cái thông tin cần thiết ở trong phần miêu tả ở dưới video nhé. Bên cạnh hai điều cần làm ngay thì có một điều mình cần bỏ ngay đấy là bỏ đi cái suy nghĩ rằng công việc trong mơ đồng nghĩa với công việc hoàn hảo trên đời này không có cái gì hoàn hảo và điều đó cũng ứng dụng với công việc trong mơ. Mình muốn nói với các bạn rằng là mặc dù mình từ đầu video mình đã nói rằng là công việc hiện tại của mình là công việc trong mơ nhưng mình chưa bao giờ nói rằng là đây là một công việc hoàn hảo bởi vì công việc nào cũng có những cái khía cạnh cũng có, cũng có những cái giai đoạn cũng có khoảnh khắc mà mình cảm thấy rằng là mình không thích những cái điều mình đang làm cái điều quan trọng ấy làm sao để mình có thể chấp nhận được cái điểm không hoàn hảo của công việc của mình nếu mình giữ mọi thứ nó ở cái khía cạnh là à đây là trong mơ của mình thì giấc mơ nào mình cũng muốn mọi thứ màu hồng ấy khi chẳng chóng thì chảy cái ước mơ của mình sẽ trở thành ác mộng vì nó sẽ không bao giờ có cái điều gì mà nó hoàn toàn đúng như cái tưởng tượng của mình cả để minh họa rõ hơn chú ý này thì mình sẽ đọc cho các bạn một đoạn mình dịch lại từ một cuốn sách rất là hay của tác giả Elizabeth Gilbert về công việc có tên là Big Magic gần đây Tôi đọc được một bài blog rất hay của Mark Manson Tác giả nói, bí mật để tìm ra mục đích sống là trả lời câu hỏi này một cách thành thật. Tôi thích ăn cái bánh phân vị nào? Điều tác giả muốn nói ở đây là, bất kỳ điều gì bạn đang theo đuổi, dù nó có tuyệt vời, hứng khởi, lộng lẫy đến đâu, cũng kèm theo một thể loại bánh phân nào đó. Hay nói cách khác là mặt trái riêng của nó. Như Manson viết, Mọi thứ trên đời đều là dở ẹc Lúc này hay lúc khác Bởi vậy câu hỏi quan trọng không phải là Công việc nào mà bạn đam mê Mà phải là công việc nào bạn đam mê đủ Để chịu được những khía cạnh tệ hại nhất của nó Mình hy vọng là video này đã cho các bạn một cái nhìn thành thật thực tế vào công việc trong mơ cũng như có những cái bước rõ ràng và có những cái phương pháp cụ thể những cái lời khuyên chắc chắn để định hình bản thân và tìm một công việc trong mơ của mình nhưng tất nhiên đời không như mơ đúng không đôi khi mình cảm thấy là mình bị kẹt lại trong công việc của mình có thể là bạn biết được là mình muốn làm gì nhưng mà lại chưa đạt được công việc như mong muốn hay là bạn tưởng là mình thích cái công việc này thế nhưng mà khi mình có được nó rồi mình nhận ra là à nó không đúng như kỳ vọng không đúng với tưởng tượng của mình mình bị kẹt lại mình bị tắc lại mình bị khủng trong sự nghiệp này thì cái video tiếp theo ở trong chuỗi series này mình sẽ nói về những cái cách làm để mình có thể thoát khỏi cái sự kẹt lại trong sự nghiệp của mình. Vậy nếu bạn quan tâm chủ đề này hãy nhấn đăng ký kênh của mình để nhận được thông báo ngay khi video thứ hai lên sóng nhé. Chào mọi người và hẹn gặp lại. Bye.